thân mến gần đây, số ca mắc bệnh tay chân miệng ở trẻ em đang có dấu hiệu tăng nhanh. Điều này đã khiến không ít phụ huynh tỏ ra lo lắng. Vậy trong trường hợp nếu nghi con mình mắc bệnh tay chân miệng, bố mẹ cần phải làm gì để quá trình chữa trị trở nên hiệu quả hơn? Hãy cùng lắng nghe những lưu ý sau của bác sĩ Trương Văn Quý, trưởng khoa Nội y tổng hợp bệnh viện E Hà Nội. Theo bác sĩ Trương Văn Quý, nếu nghi bé mắc tay chân miệng, phụ huynh cần theo dõi sát dấu hiệu của trẻ. Khi bệnh, trẻ thường mệt mỏi, có thể sốt nhẹ hoặc sốt cao 39 đến 40 độ. Mụn nước sẽ xuất hiện ở niêm mạc miệng, ví dụ trong má, lợi, mặt bên lưỡi, kích thước 2 đến 3 mm. Các mụn này thường vỡ rất nhanh, tạo thành vết trợt loét khiến trẻ bị đau rát, khó ăn uống. Ở bàn chân, mâm, bàn tay cũng xuất hiện mụn bọng nước song không gây đau rát ở thể nhẹ bệnh gây tổn thương da niêm mạc sốt nhẹ mệt mỏi ở thể nặng tay chân miệng gây tổn thương thần kinh trẻ ly bì giật mình yếu liệt chi do đó khi bé có dấu hiệu mắc tay chân miệng cha mẹ nên đưa đến bệnh viện để khám và điều trị đúng cách Trẻ bệnh tay chân miệng nên được cách ly tại nhà, dùng thuốc hạ sốt đúng điều lượng nếu nhiệt độ cơ thể trên 38,5. Cha mẹ vệ sinh da cho trẻ, đặc biệt các vùng có mụn nước, bôi thuốc vào vết loét trong miệng theo tư vấn của các bác sĩ để tránh bội nhiễm. Người chăm sóc cần đảm bảo vệ sinh cá nhân thường xuyên phụ huynh nên cho trẻ ăn theo chế độ chăm sóc nâng cao thể trạng, nguyên tắc là uống đủ nước và ăn đủ dinh dưỡng. nên sử dụng thức ăn lỏng ấm, chia thành nhiều bữa nhỏ, có thể xay nhỏ thức ăn, nấu thành cháo, súp để trẻ ăn dễ và dễ hấp thu. thực phẩm phải vệ sinh an toàn, nấu chín kỹ, nên ngâm, tráng nước sôi và rửa sạch vật dụng ăn uống của gia đình. không mớm thức ăn hay cho trẻ ăn bốc, không dùng chung khăn ăn, cốc, bát, đĩa, dĩa, thìa để tránh lây nhiễm.